Cùng ngày với trận đấu này, trong trận đấu sớm hơn, đội tuyển Myanmar đã vượt qua đội tuyển Philippines với tỷ số 3-2 và có đó đang tạm dẫn đầu bảng A với 2 trận toàn thắng, họ có được 6 điểm. Đội tuyển Philippines cho đến lúc này đang có được 4 điểm. Đội tuyển Việt Nam sau 2 lượt trận 1 thắng 1 hòa cũng đang có được 4 điểm. Timor-Leste là đội bóng chưa có được điểm nào. Họ đã thất bại trong cả 2 lượt trận trước đó. U23 Indonesia là đội bóng được đánh giá cao trước khi môn bóng đá nam tại SEA Games 31 khởi tranh. Nhưng trong lượt trận đầu tiên khi đối mặt với đội chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Indonesia đã thất bại với tỷ số 0-3. Một khoảng cách có thể nói là tương đối lớn, một thất bại có thể nói là nặng nề. Nhưng đây là lúc mà U23 Indonesia có cơ hội để làm lại. Họ vẫn còn 3 trận đấu trước mắt. Sau lượt trận đầu tiên gặp U23 Việt Nam thì Indonesia đã được nghỉ. Và đó là một quãng nghỉ có thể nói là rất quan trọng, rất cần thiết để cầu thủ Indonesia chỉnh sửa lại những sai sót. Trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Indonesia và Timor-Leste đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì cầu thủ Indonesia trong bộ quần áo màu đỏ ở phần sân phía tay phải mà nhờ các bạn. Pha dừng cao của Vitan Suleiman. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã giữ chân được U23 Việt Nam trong hiệp 1 của trận đấu đầu tiên bằng một lối chơi có sự đeo bám tích cực và những tình huống tranh chấp rất quyết liệt. Tuy nhiên lối chơi đó đã không còn phát huy được tác dụng khi ở hiệp thi đấu thứ hai, U23 Việt Nam đẩy tốc độ của trận đấu và khai thác được những điểm yếu của Indonesia. Những pha chơi bóng lắt léo của cầu thủ U23 Việt Nam đã khiến cho hàng thủ của Indonesia không còn giữ được sự an toàn. Và kết thúc trận đấu đó họ phải nhận tới 3 bàn thua. Dường như trong trận đấu gặp U23 Việt Nam thì đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong quá chú tâm vào những tình huống phá lối chơi mà quên mất rằng họ cần phải chơi bóng. Như vậy là đã có một tình huống tranh chấp có lỗi của Mark Klok. Thẻ vàng được rút ra và cùng với đó là một quả penalty dành cho đội tuyển Timor-Leste. Đây là một tình huống có thể nói là rất bất ngờ. Mark Klok khống chế bóng lỗi và gần như ngay sau đó thì cầu thủ gốc Hà Lan đã tranh chấp trái luật trong vòng cấm. Một tình huống dẫn đến một cơ hội lớn để cho Timor-Leste có được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Được trao cho Mourinho de Lima. Không vào! Thủ môn Sutariadi đã chơi xuất sắc trong tình huống cản phá. Đây là trận đấu mà Sutariadi là sự lựa chọn của Shin Tae-yong chứ không phải là thủ môn áo số 1 Adi Sastri. Và trong tình huống đối mặt với hiểm nguy vừa rồi, Sutariadi đã đoán đúng hướng và phản xạ kịp thời để ngăn chặn được cú đá của Mourinho de Lima. Cú đá tương đối căng nhưng hướng đá đã bị lộ. Và đó chính là lý do khiến cho Mourinho de Lima không thể có bàn mở điểm cho đội tuyển U23 Timor-Leste.
nhờ sự xuất sắc của thủ môn Sutariadi cũng với phần nào đó là một sự may mắn, đội tuyển U23 Indonesia đã thoát thua ngay ở phút thứ hai với tình huống 11m không thành công của đối thủ. Và đây là lúc mà chúng ta có quyền chờ đợi họ sẽ trình diễn một bộ mặt đáng khích lệ hơn, thể hiện được rõ hơn năng lực của mình ở một chiến dịch mà họ đặt ra một chỉ tiêu rất cao, đó là tấm huy chương vàng. Mặc dù sau hai trận đấu tại bảng A của SEA Games lần này, Timor-Leste đều thua, nhưng ở trận đấu thứ hai của họ trước đội tuyển U23 Myanmar, họ cũng đã có những bàn thắng. Mourinho, người đã bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền, chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Timor-Leste ở giải đấu này. Quả phạt góc cho Timor-Leste. Pha uy hiếp vừa rồi là của Elias Mesquita. Và trong tình huống cản phá, người đã đánh đầu pha bóng là Iran. Da Silva, quả phạt cho Timor-Leste. Không phải chỉ là đội có được cơ hội rõ rệt nhất trong những phút đã qua của trận đấu, cho đến lúc này thì Timor-Leste vẫn đang là những người có phần chủ động hơn. Họ chơi thanh thoát hơn so với đối thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Sitayong dường như chưa giải thoát được sự nặng nề sau khi phải nhận một trận thua choáng váng trước chủ nhà U23 Việt Nam. Và ở những phút đầu tiên của trận đấu, họ đang phải đá một đội hình tương đối thấp. Đường truyền quá mạnh. Pha chuyền bóng lỗi vừa rồi là của Kristeva Moniz. Quả ném biên rất mạnh. Zawani. Đường trả ngược tuyến hai của Zawani không cho bất cứ một cầu thủ nào của đội tuyển Indonesia. Bóng ra bên ngoài sân, ném biên cho đội tuyển U23 Indonesia. Sự thanh thoát hứng khởi nhìn chung vẫn đang đi cùng với đội bóng của huấn luyện viên Fabio Joaquim da Silva. Dù họ đã đánh mất đi một cơ hội có thể nói là rất rõ ràng để có thể mở điểm trong trận đấu này. Nếu như có được bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt đền, Mourinho và các đồng đội sẽ có một lợi thế rất lớn về mặt tâm lý, và điều đó hoàn toàn có thể
nhân gấp bội lợi thế mà họ đã có trước đối thủ đang có những khó khăn về trạng thái thi đấu. Trong những ngày này thì khán giả của VTV Cup sẽ được xem SEA Games trọn vẹn trên các kênh thể thao của VTV Cup từ nay cho tới ngày bế mạc sự kiện. Dự kiến thời gian phát sóng sẽ là xuyên suốt cả ngày với tất cả các môn thi đấu. Bên cạnh đó là các chương trình đồng hành, nhật ký, môn màu và bình luận trước giữa sau các trận bóng đá nam nữ futsal của bóng đá Việt Nam. Phút thứ 10 của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Indonesia và U23 Timor Leste, tỷ số vẫn đang là 0-0. Nhịp chơi cần thiết vẫn chưa trở lại với U23 Indonesia, một đội bóng được đánh giá cao hơn. Rawani, cú sút từ quá xa, một pha dứt điểm mang tính giải tỏa của số 18 bên phía Indonesia. Bóng vừa được truyền cho Rawani nhưng đó là một đường truyền quá mạnh. Đây là lần thứ 7 bóng đá trẻ Timor Leste tham dự các kỳ SEA Games. Trong 6 lần tham dự trước đó, kể từ năm 2009 trên đất Lào, thì đội tuyển U23 Timor Leste mới chỉ có được 3 trận thắng. Mỗi kỳ SEA Games trong các năm 2013, 2015 và 2017, Timor Leste có 1 trận thắng. Và tất nhiên là họ chưa bao giờ được góp mặt ở những vòng đấu cuối cùng của môn bóng đá nam tại SEA Games. Với 2 thất bại sau những trận đấu với các đội tuyển Philippines và Myanmar thì khả năng giành quyền đi tiếp của Timor Leste là không thể. Nhưng với những gì mà họ đang tạo ra, những khó khăn cho đội tuyển U23 Indonesia, thì điều đó chứng tỏ rằng họ vẫn còn nguyên tinh thần thi đấu, ý chí thi đấu. Và cướp bóng là của Maclock. Maclock bị phạm lỗi. Người phạm lỗi là Gumario da Silva. Six.
Maclock. Bắt đầu xuất hiện những tình huống có cảm giác hơn từ phía cầu thủ Indonesia. Cú sút vừa rồi là của Eki Maulana, cầu thủ đáng chú ý nhất trong lịch thi đấu của U23 Indonesia tại SEA lần này. Sẽ có quả đá phạt góc của Maclock. Thêm một quả phạt góc nữa và lần này là bên phải. Đánh đầu. Và dứt điểm không trúng bóng. Maclock. Đến đầu chuyền bóng. Dứt điểm. Tỷ số là 1-0 cho U23 Indonesia và người mở điểm là Eki Maulana. Pha đánh đầu chuyền bóng vừa rồi là của Rizky Ramahani. 15 phút đầu tiên của trận đấu là quãng thời gian mà cầu thủ Indonesia đã khởi đầu có thể nói là rất nhọc nhằn. Họ đã thoát thua trong một tình huống mà cầu thủ đối phương đã không thắng được thủ môn Sutariadi trên chấm phạt đền. Và phải đến hơn một phút vừa qua khi mà nhịp chơi của cầu thủ Indonesia được gắn kết tốt hơn, họ đến gần với khu 16m50 của đối phương hơn thì cơ hội mới xuất hiện. Và gần như ngay lập tức họ có được bàn thắng mở tỷ số. Đường mở bóng trong tình huống vừa rồi đã kéo giãn toàn bộ hàng thủ của U23 Timor-Leste. Và cú đánh đầu trả bóng vào trong của Rizky Ramahani thực sự là một pha kiến tạo hợp lý. Eki Maulana đã xuất hiện đúng lúc và hoàn thành nhiệm vụ với một cú đệm lòng ở cự ly gần. Pha bóng hoàn hảo của cầu thủ Indonesia. Và đó chắc chắn là pha bóng mang tính cởi bỏ sự nặng nề trong tâm lý thi đấu của cầu thủ U23 Indonesia. Đây mới chỉ là trận đấu thứ hai của đội tuyển U23 Indonesia tại SEA Games này. Và cho dù có thắng thì họ cũng chưa thể chen chân vào các vị trí dẫn đầu của bảng đấu. Tại bảng A, tạm thời cho đến thời điểm này thì đội tuyển Myanmar sau 2 trận toàn thắng đang dẫn đầu bảng. Đội tuyển Philippines đã chơi 3 trận và đang có 4 điểm. Hiệu số bàn thắng bại là 6-3. Tức là dương 3. Bằng với hiệu số của đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng đội tuyển U23 Philippines là những người có nhiều bàn thắng hơn và họ đang tạm xếp trên. Arianto. Ramahani. Sự xuất hiện của trung vệ Ramahani ở đợt tấn công
dẫn đến bàn thắng của U23 Indonesia. Thực sự là một miếng phối hợp chiến thuật đáng chú ý. Lại là đường truyền của Rabahani, nhưng đây là đường truyền có phần hơi mạnh. Pha dâng cao vừa rồi là của Santosa, người đã không đá chính trong trận đấu gặp U23 Việt Nam. Phút thứ 20 của trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Timor Leste, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội bóng áo đỏ Indonesia. Cách đây 3 năm, trong kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất trên đất Philippines, đội chủ nhà Philippines cũng không góp mặt trong top 4 đội cuối cùng, 4 đội mạnh nhất. Trong khi đó thì U23 Indonesia đã lọt vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua trước U23 Việt Nam. So với kỳ đại hội trước thì lứa U23 Indonesia năm nay vẫn hầu hết là những con người cũ đã được chui rèn qua nhiều cấp độ thi đấu khác nhau. Họ chững chạc hơn và được chuẩn bị một tinh thần, một mục tiêu có lẽ là cao hơn so với năm 2019 trên đất Philippines. Mặc dù vậy thì con đường đi của họ cho đến lúc này là tương đối gập ghềnh. Họ thua lấm lưng trắng bụng trong trận đấu gặp đội chủ nhà Việt Nam ở lượt trận đầu tiên và vẫn còn rất nặng nề ở trận đấu thứ hai trước đối thủ có thể nói là yếu nhất bảng Timor Leste. Nhưng dù sao đi nữa thì cầu thủ Indonesia cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số của ngôi sao Egi Maulana, một sự giải tỏa rất quan trọng. Vừa rồi là lỗi việt vị của Egi Maulana. Nếu như không có cú chạm đầu của đồng đội Johani thì pha di chuyển của Maulana hoàn toàn là hợp lệ, vì đó là một tình huống ném biên. Egi Maulana vẫn còn. Không được. Hai pha dứt điểm liên tiếp từ phía các cầu thủ U23 Indonesia. Cú đá bồi thứ hai là của Johani. Nếu như cú đá thứ hai của Johani là một pha đặt lòng bằng chân trái rất chắc chắn nhưng cũng không thắng được thủ môn Juninho Pereira, thì trước đó Egi Maulana đã có một tình huống xử lý bằng má ngoài chân trái khá hay, một cú vẩy cổ chân khá kín nhưng đường đi của trái bóng vẫn còn hơi thấp, nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn đối phương và bàn thắng thứ hai không tới với Egi. McClough Arianto Egi Maulana tuyến hai McClough không được, bóng vừa trúng người của Christopher Moniz. McClough đường truyền hơi mạnh. Trước một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn, nhưng đội bóng của Egi Maulana cũng đã phải mất tới 15 phút đầu của hiệp 1 mới có thể kiểm soát được thế trận, mới giữ được bóng để tổ chức lối chơi. Và thật may là gần như ngay lập tức sau khi giữ được bóng, triển khai được lối chơi, họ có được bàn thắng mở tỷ số.
Santosa. Cú phá bóng của Rio Fami vừa có thẻ vàng được rút ra dành cho Hào Ha Lê, số 16 của Timor Leste. Cambuia quá người, chân trái rất căng nhưng vẫn không có bàn thắng thứ hai cho U23 Indonesia. Sai sót ở hàng thủ bên phía Timor Leste đã dâng cơ hội cho Ricky Cambuia. Tình huống lắc thân trên để qua người khá hay của Ricky Cambuia, nhưng một lần nữa cú đá tầm không đủ cao của các chân sút bên phía U23 Indonesia lại không thắng được thủ môn Junido Pereira. Eki Kobaya quả phạt cho cầu thủ U23 Indonesia. Có vẻ như trong tiếng vừa rồi thì trọng tài người Kuwait Askanani đã cho cầu thủ Indonesia được hưởng phép lợi thế và trận đấu sẽ tiếp tục với quả phạt góc bên phía cánh phải. Ricky Cambuia, Arianto, cú nhà bóng của Johani, Arianto, Ramahani, lỗi việt vị của Eki Maulana. Không có lối việt vị. Nilsson Vegas. Pha qua người không thành công của Vitan Suleiman. Siarian. Johani. Siarian. McClough.
Pha xử lý không đủ tốt của Vitan Suleiman. Zawani. Lại là Zawani. Quả tạt. Trả bóng không được. Cú trả bóng của Eki Maulana. Dường như bóng đã rơi lên mũi giày của Eki Maulana trong tình huống mà số 10 của U23 Indonesia đã bung hết lực. Pha tiếp xúc vào phía dưới của quả bóng đã khiến cho Eki Maulana không có được tình huống dứt điểm chuẩn xác. Phút thứ 30 của trận đấu, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển U23 Indonesia. Kể từ sau phút thứ 15 thì tình thế trên sân thuộc về đội bóng áo đỏ U23 Indonesia. Họ đã trở lại với hình ảnh phản ánh đúng năng lực của chính họ, kiểm soát được trận đấu, được lối chơi và có nhiều hơn những tình huống uy hiếp. Arianto. McLock. Eki Maulana. Và tranh chấp của McLock. Thả bóng rất hay, Zawani. Không được. Cú đi đầu chuyền bóng vừa rồi là của Vitan Suleiman. Zawani đã thoát đi nhưng cuối cùng thì người chiến thắng vẫn là Gumario da Silva, trung vệ bên phía Timor Leste. Những đường tấn công vào nách trung lộ hoặc là trực diện vào trục giữa chính là cách mà đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong lựa chọn để tiếp cận khu 16-50 của Timor Leste. Người đá phạt góc là Siarian. Đánh đầu. Eki Maulana là người vừa kết thúc. Người đã theo Eki Maulana là Auxilio Gutierrez đã không đảm bảo được sự áp sát để tạo ra những khó khăn cho Eki Maulana trong tình huống nhảy lên. Và thật tiếc là Eki Maulana vừa bỏ lỡ một cơ hội để có thể nhân đôi cách biệt cho U23 Indonesia. Đầu của Santosa được chuyền vào. Nỗ lực chuyền bóng của Vitan Suleiman không đủ để đến một cơ hội cho các đồng đội phía trong. Tinh thần và ý chí thi đấu của các cầu thủ Timor Leste cho đến lúc này vẫn là một điểm rất dễ nhận thấy. Họ không hề nao núng
cho dù một lần nữa lại bị dẫn điểm ở SEA Games lần này. Nhưng điểm tựa về mặt tinh thần không phải lúc nào cũng đủ để giúp cho một đội bóng như Timor Leste có thể tạo ra được sự cân bằng trong cuộc đối đầu với những đội bóng mạnh hơn. McLaughlin. Đường chuyền vào không được. Jawari là người đã chạm bóng cuối cùng. Thế chủ động trên sân vẫn đang thuộc về cầu thủ Indonesia. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong pha bóng vừa rồi thì số lượng tham gia tấn công của cầu thủ Indonesia là đủ đông, và chỉ có họ là những người chạm bóng, dù trong khu vực cấm địa của Timor Leste vẫn còn tương đối nhiều cầu thủ phòng ngự áo trắng. Cú nhà bóng của Jawari. Thêm một trận đấu nữa, số 15 của U23 Indonesia, Ricky Kambuya, được huấn luyện viên Shin Tae-yong đẩy lên chơi rất cao. Trong trận đấu gặp U23 Việt Nam thì vị trí này của Kambuya có thể hiểu là để cố gắng kiềm tỏa người đá thấp nhất trong số các tiền vệ của U23 Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức. Nhưng những phẩm chất kỹ thuật, lối chơi thông minh của Hoàng Đức đã khiến cho những nỗ lực của Ricky Kambuya bị vô hiệu. Pha cắt bóng của Arianto. Santosa. Những pha chơi bóng của cầu thủ U23 Indonesia vẫn phản ánh một yếu tố có lẽ là luôn được thể hiện rõ nét trong các đội bóng trẻ, đó là sự vội vàng. Bóng đá là một môn thể thao mà đương nhiên người ta cũng cần nhanh, nhưng quá nhanh, đánh mất đi tính nhịp điệu thì tất nhiên cũng không phải là một cách lựa chọn đúng để có thể có được một kết quả tốt. Santosa, Ramahani, Siarian, Arianto, McLaughlin. Đường chuyền dành cho Jawari. Egi Maulana rất khéo, chân trái. Không được. Pha chơi bóng có thể nói là cực kỳ thông minh của Egi Maulana. Chỉ có điều đáng tiếc là cú chạm bóng cuối cùng đó bằng chân trái của Egi Maulana lại đưa chơi bóng đi chạy khung thành. Thêm một pha chơi bóng có ý đồ, cũng có độ chuẩn xác ở mức độ tương đối cao của cầu thủ áo đỏ. Trước sự truy cản của hậu vệ đối phương, Egi Maulana đã chặt trái bóng ở tầm thấp. Đó là một pha đưa bóng lọt qua khe giữa hai chân của hậu vệ đối phương rất khôn khéo, nhưng thật đáng tiếc là điểm đến của trái bóng lại không phải là khung thành của thủ môn Juninho Pereira.
Zawahiri không được. Khi mà Zawahiri bắt được tốc độ thì khoảng trống trước mặt của Zawahiri không còn đủ lớn để đường tỉa khe của đồng đội có thể phát huy được tác dụng. Và thực tế là đường chuyền đó cũng sẽ là quá sâu. Phút thứ 40 của trận đấu, cách biệt vẫn chỉ là một bàn nghiêng về phía U23 Indonesia, nhưng thế trận thì hoàn toàn nghiêng hẳn về phía đội bóng áo đỏ Indonesia. Họ đã chơi tốt lên rất nhiều từ phút thứ 15. Đúng là bàn thắng của Egi Maulana đã xoay chuyển tình thế. Và chúng ta đặt ngược lại vấn đề, nếu như số 10 Mourinho de Lima của Timor Leste cũng có bàn thắng từ phút thứ 2 trên chấm phạt đền, thì không hiểu cho đến lúc này U23 Indonesia đang chơi với tâm lý thi đấu như thế nào và tình thế của trận đấu sẽ còn diễn biến xấu ra sao đối với họ. Đường chuyền lỗi, pha chuyền bóng không chính xác vừa rồi là của Rizky Ramahani, một pha chuyền bóng theo cảm giác chứ không quan sát các đồng đội di chuyển. Đường chuyền của Zawahiri không được. Không hề có lỗi việt vị, Zawahiri dứt điểm, pha xử lý từ tuyến hai. Cú sút vừa rồi là của Siarian. Riofami, thêm một cú đá nữa của cầu thủ áo đỏ, đó là pha dứt điểm của Ricky Kambuya. Pha xử lý với của Ricky Kambuya. Đột phá. Pha đi bóng của Elias Mesquita. McClock, Eki Molana, Santusa. Đường bóng dài của McClock. Cho đến lúc này thì U23 Indonesia đã dễ đá hơn rất nhiều, cho dù khoảng cách giữa họ và đối thủ chỉ là một bàn. Khi sự tự tin đã trở lại, khi cảm giác bóng và cảm giác phối hợp đã đi cùng với các cầu thủ áo đỏ, thì rõ ràng họ vẫn là đội bóng mạnh hơn đáng kể so với Timor Leste. Chỉ có điều là khoảng cách trên sân lúc này thì chưa phản ánh đúng khoảng cách về mặt trình độ của hai đội. Lỗi việt vị của Eki Maulana.
Santosa. Đường chuyền của Siarian. Ý tưởng chạm bóng của Maclock là không thật sự rõ ràng. Hiệp 1 có lẽ sẽ không có nhiều thời gian đá bù giờ. Trong hiệp 1 thì cả hai thủ môn đều đã để lại những dấu ấn cụ thể. Người đứng trong khung thành của Indonesia, Sutariadi, đã cản phá thành công quả 11m ngay từ phút thứ 2. Và đó rõ ràng là một sự cứu rỗi cho tinh thần thi đấu, tình thế thi đấu của các cầu thủ Indonesia. Còn ở chiều ngược lại thì cho dù đã phải vào lưới nhận bóng một lần, nhưng Juninho Pereira, thủ môn của UEFA Timor Leste, cũng đã có rất nhiều đóng góp để cho đến lúc này lưới của đội bóng áo trắng mới chỉ bị rung lên có một lần. Hiệp 1 chỉ có 1 phút đá bù giờ. Một cơ hội không vào. Đó lại là cơ hội bị bỏ lỡ bởi Mojinho de Lima. Tất nhiên cơ hội vừa rồi là khó khăn hơn, nó nhỏ hơn so với quả đá 11m, vì góc sút của tình huống dứt điểm vừa rồi là không đủ lớn. Mojinho de Lima đã gần như dồn tất cả sự tập trung của mình, sự quyết tâm của mình vào cú đá chân phải vừa rồi, nhưng thật đáng tiếc bóng vẫn đi không chính xác. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội tuyển UEFA Indonesia và UEFA Timor Leste trong khuôn khổ bảng A của môn bóng đá nam SEA Games 31 đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ UEFA Indonesia. Eki Maulana là người đã ghi bàn thắng duy nhất của hiệp 1 trận đấu. UEFA Timor Leste đã khởi đầu trận đấu này rất tốt, và đáng lẽ ra họ mới là những người đã có bàn thắng mở tỷ số, nhưng tình huống đá hỏng phạt đền của Mojinho de Lima đã khiến cho Timor Leste vào lúc này vẫn đang trắng tay. Chúng ta sẽ còn trở lại với hiệp 2 của trận đấu này sau hơn 10 phút nữa. Rời sân, cầu thủ mang áo số 11 Sahin vào sân.
Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Indonesia và U23 Timor Leste trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Ở hiệp 2 của trận đấu thì đội tuyển U23 Indonesia trong bộ quần áo màu đỏ ở phần sân phía tay trái với nhà các bạn. Tỷ số của trận đấu cho đến lúc này đang là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển U23 Indonesia. U23 Timor Leste đã khởi đầu trận đấu này rất tốt và đây là một cơ hội dành cho Timor Leste. Nhưng góc sút đã không còn. Đó là Mojinho de Lima. Chính Mojinho de Lima là người đã có cơ hội rất tốt ngay từ phút thứ hai của trận đấu trên chấm phạt đền. Nhưng đó là tình huống mà số 10 của U23 Timor Leste đã không thắng được thủ môn Sutariadi của Indonesia và đánh mất cơ hội giúp cho Timor Leste vượt lên dẫn trước. Và kể từ phút thứ 15 của trận đấu, cầu thủ U23 Indonesia đã bắt đầu kiểm soát được thế trận và không lâu sau khi giữ được bóng và triển khai được lối chơi, cầu thủ Indonesia đã có được bàn thắng mở tỷ số và cũng là bàn thắng đầu tiên của họ tại SEA Games lần này do công của Egy Maulana. Sau giờ nghỉ thì chính Egy Maulana là một trong hai cầu thủ đã được cho ra nghỉ bên phía đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Người vào thay cho Egy Maulana là Sadin Ramdani. Bên phía đội bóng áo đỏ U23 Indonesia thì số 14 Asnawi Baha cũng đã được đưa vào sân để thay cho Rio Fami. Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số của Egy Maulana thì U23 Indonesia đã chơi với một khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn hẳn. Họ có nhiều cơ hội, có những cú sút thử thách khung thành của Juninho Pereira, nhưng tất cả những tình huống còn lại trong hiệp thi đấu đầu tiên đều không được chuyển thành bàn thắng. Phải nói rằng cho đến lúc này thì cầu thủ U23 Timor Leste vẫn đang duy trì được một tinh thần thi đấu rất đáng khen ngợi. Họ hoàn toàn có thể sẽ phải đối mặt thêm một trận thua nữa, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Fabio da Silva vẫn đang chơi một cách là hết mình. Người phá bóng là Gumario da Silva. McClock. Cơ hội. Không có bàn thắng thứ hai cho Indonesia. Cú đá cự ly rất gần của Sadin Ramdani, cầu thủ đã vào sân từ ghế dự bị. Một cú đá vô lê ở cự ly có lẽ chỉ 2 mét. Bóng đá trúng vào người của Auxilio Guterres. Một pha dứt điểm gần như ngay trên vạch 5m50 của cầu thủ mới vào sân Sadin Ramdani. Nhưng bàn thắng thứ hai vẫn chưa tới với cầu thủ Indonesia. Ở một bảng đấu có một đối thủ yếu hơn hẳn là Timor Leste thì hiệu số bàn thắng bại hoàn toàn có thể sẽ là chỉ số cần phải được tính tới trong cuộc đua của những đội bóng ở top đầu để cạnh tranh thứ hạng. Indonesia là đội bóng đã gặp bất lợi sau lượt trận đầu tiên với một trận thua đậm trước chủ nhà U23 Việt Nam.
Và với một trận đấu như thế này thì chắc chắn là cầu thủ Indonesia cần phải có thêm những bàn thắng. Vừa có cú dứt điểm trúng cột dọc và một lần nữa lại là số 11 Sadin Ramdhani. Phút thứ 50 của trận đấu và UEFA Indonesia đã gia tăng được sức ép trong những phút vừa qua của hiệp 2, nhưng họ đã không thể tận dụng được những thời cơ. Pha lấy bóng tốt của Vitan Soleiman và gần như ngay lập tức đã có pha phạm lỗi của Mojinho de Lima. Thẻ vàng dành cho số 10 của Timor Leste. Vitan Soleiman. McClock. Siarian Santosa. Johani Santosa. Chúng ta cùng xem lại cơ hội gần nhất mà cầu thủ Indonesia vừa bỏ lỡ, đó là cú đánh đầu. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai cho cầu thủ U23 Indonesia. Lần này cũng là một cú đánh đầu. Cú đánh đầu nhẹ nhàng hơn nhưng đủ hóc hiểm. Đó là pha dứt điểm thành công của Vitan Soleiman. Sau tương đối nhiều những tình huống hãm thành với những cú dứt điểm có uy lực, có chất lượng nhưng thiếu đi một chút may mắn, cuối cùng thì cầu thủ Indonesia cũng đã có được điều mình cần. Khoảng cách đã được nhân đôi. Những quả đem biên của hậu vệ cánh Santosa luôn rất mạnh. Và trong pha bóng vừa rồi thì bóng đã được rót đúng vị trí của Vitan Soleiman. Không có lỗi việt vị. Pha băng ra kịp thời của Sutariadi. Asnawi. Rizky Ramani. Santosa. McClock. Arianto. Vitan Soleiman. Lỗi kéo áo của Vitan. Động tác phanh bóng để rồi sau đó có một nhịp đẩy bóng ngược chiều lại hướng di chuyển của hậu vệ đối phương là tương đối hay. Nhưng vấn đề là chính Vitan Soleiman cũng không thắng được quán tính để có thể quay trở lại với sự chủ động. Các bạn đang được theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Indonesia và U23 Timor Leste trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 31.
Trên sân lúc này thì U23 Indonesia đội bóng mạnh hơn đang dẫn trước 2 bàn và hoàn toàn có thể hướng tới trận đấu có điểm đầu tiên tại SEA Games lần này. Pha phối hợp xuống biên tốt của cầu thủ Indonesia, Witan. Rất nhiều những điểm cắt. Cuối cùng thì cũng đã có cú sút phá dứt điểm bằng chân trái của hậu vệ cánh Santosa. Sự thanh thoát đã trở lại với U23 Indonesia. Họ đã chơi tốt kể từ phút thứ 15 của trận đấu, liên tục làm chủ và với pha bóng thoát đi vừa rồi bên phía cánh phải, U23 Indonesia có thêm một hướng tiếp cận sau đường truyền vào của Vitan với rất nhiều những điểm cắt, nhưng phải đợi đến cú đá của Santosa thì họ mới có được sự kết thúc. Bây giờ là quả phạt góc bên phía cánh trái của McClock. Lỗi việt vị. Vitan, Camboya, tuyến này, cú dứt điểm của Siarian. Thêm một quả phạt góc của McClock. Đánh đầu. Pha uy hiếp là của Rizky Ramahani. Với pha bật cao đánh đầu chuyền bóng, Rizky Rabahani đã đem đến cơ hội cho số 10 Eki Maulana lập công mở tỷ số. Đúng là khi mà gánh nặng tâm lý được cởi bỏ thì cầu thủ Indonesia đã trở nên mạnh mẽ hơn. Họ cũng đang chơi với một cách chơi tương đối đa dạng. Thêm một bàn thắng nữa cho cầu thủ Indonesia. Lần này là trung vệ đội trưởng Arianto lập công. Mặc dù hàng thủ của Timor Leste vẫn chơi với số lượng rất đông cầu thủ trong khu vực cấm địa của họ, nhưng ở những phút vừa qua thì chúng ta có thể thấy được sự khác biệt giữa hai đội. Trình độ của cả hai bên là có sự chênh lệch. Cầu thủ áo đỏ U23 Indonesia luôn là những người chủ động hơn. Ở một cự ly rất gần, Arianto đã không bỏ lỡ để nới rộng khoảng cách cho U23 Indonesia. McClock. Bây giờ thì hiệu số bàn thắng bại của U23 Indonesia đã là 0. 3 bàn thắng và 3 bàn thua. Asnawi. Phép lợi thế cho cầu thủ Indonesia. Rồi tiếng còi cũng đã cất lên.
Sự thay đổi người bên phía đội tuyển U23 Timor Leste. Dombras số 8 vào sân để thay cho Elias Mesquita, người mang áo số 7. Sentosa. Siarian. Sentosa. Santosa, quả ném biên rất mạnh. Lại là một cơ hội. Vitan, vẫn là Vitan, không thể cất chân dứt điểm. Quả chuyền quá sâu của Siarian. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Khoảng cách 3 bàn có lẽ là chưa đủ để thỏa mãn sự khát khao của các cầu thủ U23 Indonesia. Họ cần phải cố gắng tích lũy thêm hiệu số bàn thắng bại để có thể sử dụng khi cần. Sau trận đấu này thì U23 Indonesia còn có các trận đấu gặp Philippines và Myanmar. Việc để thua trước chủ nhà U23 Việt Nam đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của cầu thủ Indonesia. Con đường đi tiếp của cầu thủ Indonesia sẽ là không hề đơn giản, cho dù ở trận đấu thứ hai này họ có thể giành thắng lợi, thậm chí là một thắng lợi rất đậm trước Timor Leste. Ngay lượt trận tiếp theo tại bảng A thì đội tuyển Indonesia sẽ gặp đội tuyển Philippines. Đội đã đấu 3 trận và có được 4 điểm. Và với 3 điểm có được sau lượt trận thứ 2 này thì Indonesia sẽ đối đầu với Philippines trong tâm thế của một đội bóng cạnh tranh. Và trận đấu đó có thể hiểu là một trận đấu có tính chất như một trận chung kết. Đội thua trong trận đấu đó gần như không có hy vọng. Và ngay cả trong tình huống hai đội hòa nhau thì cả Philippines lẫn Indonesia gần như không còn hy vọng cạnh tranh với hai đối thủ còn lại là Việt Nam và Myanmar. Trận đấu giữa hai đội Philippines và Indonesia sẽ diễn ra cùng ngày với trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar, nhưng ở giờ thi đấu sớm hơn. Và kết quả của trận đấu giữa Philippines và Indonesia có lẽ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những diễn biến, những cách lựa chọn tiếp cận trận đấu của hai đội U23 Việt Nam và Myanmar. Đội Myanmar cho đến lúc này sau hai lượt trận toàn thắng, rõ ràng là khi gặp chủ nhà Việt Nam ở lượt trận thứ 3 họ sẽ càng hướng nhiều hơn đến lối chơi phòng ngự, đá chắc chắn để có thể hướng tới một kết quả chia điểm.
Khi đó thì họ sẽ có được 7 điểm và vẫn sẽ là đội đầu bảng. Chúng ta đang thấy huấn luyện viên Park Hang-seo của U23 Việt Nam có mặt trên khán đài của sân Việt Trì, quan sát đối thủ. Ở đây là trường hợp của Timor Leste, là nhiệm vụ của người dẫn dắt đội chủ nhà U23 Việt Nam. Nhưng thực sự thì chúng ta cũng có thể cảm nhận rất rõ về chất lượng thi đấu của U23 Timor Leste, đội bóng yếu nhất bảng. Cho đến lúc này thì Timor Leste đã để lọt lưới tổng cộng 10 bàn sau gần 3 trận đã đấu. Vừa có sự thay đổi người bên phía Indonesia, Marcelino Ferdinand là người vào thay cho McClock. Các trụ cột của U23 Indonesia cũng dần được rút ra. Chỉ có huấn luyện viên Park Hang-seo mà trợ lý của ông là ông Lee Yang-jin cũng đang có mặt ở sân Việt Trì vào lúc này. Mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam trong lượt trận tiếp theo đương nhiên phải là một trận thắng trước đội tuyển Myanmar. Cản phá rất quyết liệt của Filomeno de Costa, đội trưởng của U23 Timor Leste. Marcelino vào sân để thay đúng vị trí của McClock, đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, giữ vai trò điều tiết. Không được. Lại là cú cản phá của đội trưởng de Costa bên phía U23 Timor Leste. Bắt bài chính xác. Và cướp bóng là của Christopher Moniz. Cú dứt điểm. Vẫn còn. Tỷ số là 1-3 cho Timor Leste. Rất đáng khen cho nỗ lực vừa rồi của số 10 Mourinho de Lima. Cuối cùng thì cầu thủ U23 Timor Leste cũng đã có được bàn thắng trong trận đấu này, và đó là pha ghi bàn thứ hai của Mourinho de Lima tại SEA Games 31. Đáng khen cho nỗ lực từ giữa sân của Christopher Moniz và Mourinho da Silva. De Lima cũng đã có được sự nhạy cảm cũng như sự may mắn để có thể có được bàn thắng đầu tiên cho chính mình cũng như cả đội ở trận đấu gặp Indonesia. Phút thứ 70 của trận đấu và khoảng cách vừa được rút ngắn.
Ghi bàn thật nhiều vào lưới của Timor-Leste là một nhiệm vụ đối với Indonesia. Nhưng thực chất nhiệm vụ lớn nhất của họ vẫn phải là 3 điểm, phải là một chiến thắng. Ở trận đấu tiếp theo gặp Philippines, rõ ràng là một trận hòa sẽ không thỏa mãn được mục tiêu của cầu thủ Indonesia. Họ cũng buộc phải thắng trong trận đấu tiếp theo. Khá nguy hiểm. Cú đá bằng chân trái của Sadin Ramdani. Sau khi vào sân thì Sadin Ramdani đã có 3 cú dứt điểm lợi hại, nhưng cả 3 đều không có được sự may mắn để có thể có được bàn thắng. Rizky Ramdhani. Rizky Ramadhani, Santosa. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Shin Tae-yong vừa bộc lộ mong muốn các cầu thủ của mình cầm bóng phối hợp, tạo ra sự gắn kết để dịch chuyển đội hình của mình lên. Asnawi. Đường chéo bóng vào của Santosa, không có dứt điểm để bóng. Bóng ở sau đường biên ngang cuối sân. Cú chạm bóng ở sau đường biên ngang cuối sân là của Asnawi Baha. So sánh thực lực giữa hai đội bóng Indonesia và Timor-Leste ở một trận đấu cụ thể như thế này, chúng ta có thể cảm nhận được sự khác biệt tương đối lớn về mặt trình độ của cả hai. Tuy nhiên, việc cầu thủ U23 Indonesia để lọt lưới trong tình huống ở hiệp thi đấu thứ hai với pha dứt điểm của Mojinho de Lima cũng chỉ ra rằng họ vẫn có vấn đề ở hàng phòng ngự. Đó là cách kiểm soát của các tiền vệ cũng như khả năng dập tắt ý định tấn công, khóa được những lỗ rò từ các vị trí trung vệ. Asnawi, người đã nhận bóng trong tư thế quay lưng lại người đối phương và không thể phát triển được pha bóng là Zahari. Mauzinho. Brad. Cánh phải đang rất thoáng.
rất quyết tâm chân trái, không được. Đó là pha xử lý của Nelson Villegas. Huấn luyện viên Fabio Joaquim da Silva hoàn toàn có thể tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Hậu vệ cánh Santosa của U23 Indonesia bị chuột rút. Thể lực của các cầu thủ Indonesia cũng là một vấn đề. Trận đấu đầu tiên của họ gặp U23 Việt Nam cũng là thời điểm mà họ xuống sức tương đối rõ trong hiệp thi đấu thứ hai và bị đánh bại bởi một đội bóng có chất lượng đồng đều hơn, nền tảng thể lực tốt hơn. Trước một đối thủ tầm thấp hơn mình như Timor Leste, nhưng cái cách mà Santosa đã thi đấu và cuối cùng phải rời sân vì bị chuột rút như chúng ta đã thấy rõ ràng chỉ ra rằng vấn đề của các cầu thủ Indonesia là tương đối lớn. Sự chuẩn bị chiều sâu về mặt thể lực là có thể có vấn đề, nhưng quan trọng hơn cả có lẽ là sự tiếp cận trận đấu bằng một tâm lý căng thẳng đã khiến cho họ bị bào mòn sức lực của chính mình. Sự căng thẳng đó cũng là điều mà đã đeo bám các cầu thủ Indonesia trong trận đấu gặp U23 Việt Nam. Họ không tập trung vào chơi bóng mà luôn cố gắng nhất có thể để phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam bằng một vài cách đôi khi có thể hiểu là hơi tiêu cực. Và chính vì vậy khi họ bị thủng lưới là họ sụp đổ hoàn toàn. Bàn thắng thứ tư cho các cầu thủ U23 Indonesia. Đây là một pha ghi bàn rất xứng đáng dành cho Witan Suleiman, người đã chơi hay trong trận đấu này. Đó là bàn thắng thứ hai của Witan Suleiman trong trận đấu gặp Timor Leste. Trước một đối thủ yếu khi đưa đội bóng xuống sát đường biên ngang, U23 Indonesia có khá nhiều những giải pháp và những tình huống trả bóng ngược như vừa rồi đã được cầu thủ Indonesia thực hiện tương đối nhiều lần, và với pha bóng băng lên từ tuyến hai của Witan Suleiman, việc số 8 của Indonesia kết thúc gọn gẽ chính xác là một kết cục hoàn toàn hợp lý. Phiếc ra Andika là người đã vào sân để thay cho Santosa, người đã rời sân vì bị chuột rút. Andika, Witan, bóng vào trong cuộc. Mặc dù vậy thì cũng đã có tiếng còi của các trọng tài. Một lần nữa bóng lại được xử lý sau vạch vôi cuối sân. Phút thứ 80 của trận đấu, tỷ số đang là 4-1 nghiêng về phía U23 Indonesia. Đội bóng của huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong chắc thắng ở lượt trận thứ hai này. Họ sẽ có 3 điểm sau 2 trận đấu, nhưng nhiệm vụ trước mắt của họ vẫn là hết sức khó khăn. Đầu tiên sẽ là trận đấu gặp đội tuyển Philippines. Và lượt trận cuối cùng tại vòng bảng, họ sẽ gặp đội tuyển Myanmar.
bắt buộc phải thắng Philippines. Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với U23 Indonesia. Và ở lượt trận cuối thì họ cũng phải căn cứ trên tình hình thực tế để giải quyết đối thủ. Thực sự là trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Philippines kết thúc với tỷ số hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai của đội chủ nhà đã đem đến một diễn biến tương đối khó lường cho bảng đấu có thể nói là rất hấp dẫn này. Khá nguy hiểm. Cú sút từ xa ở cự ly phải gần 30m. Đó là pha dứt điểm của Gumario. Sau trận thua này thì Timor-Leste là đội đã bị loại. Thực ra họ đã bị loại từ sau khi để thua trận thua thứ hai. Bốn đội bóng còn lại của bảng A đều là những đội còn có cơ hội để giành quyền đi tiếp. Sau lượt trận này thì tạm thời dẫn đầu bảng Nga sẽ là đội tuyển U23 Myanmar với 6 điểm. Tiếp theo là U23 Philippines với 4 điểm nhưng đã đá 3 trận. Các đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia đều mới chơi 2 trận. Đội chủ nhà U23 Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 3 với 4 điểm. Trong khi đó thì U23 Indonesia sẽ tạm xếp ở vị trí thứ tư với 3 điểm. Thêm một sự thay đổi người bên phía U23 Indonesia. Ricky Kamboya rời sân để nhường chỗ cho Ronaldo Junior, cầu thủ trẻ nhất trên sân lúc này của Indonesia. Ronaldo đã vào sân. Trong trận đấu gặp U23 Việt Nam thì Ronaldo cũng đã được góp mặt ở hiệp thi đấu thứ hai nhưng bị thay ra không quá lâu sau khi được đưa vào sân. Marcelinho quả phạt cho cầu thủ U23 Indonesia. Đó là pha phạm lỗi của Ognai de Oliveira. Góc sút của quả đá phạt này là không quá rộng nhưng không phải là không có cơ hội cho những cầu thủ có khả năng xử lý tốt từ những tình huống đá phạt trực tiếp. Có lẽ chính Marcelino sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Có tới 3 sự thay đổi người bên phía U23 Timor-Leste. De Oliveira là cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng. Số 6 Ognai De Oliveira cũng là cầu thủ được thay ra để vào thay cho cầu thủ này là Natalino da Costa mang áo số 19. Số 5 Sarmiento cũng được đưa vào sân.
Số 4 Hamito Soares không được đưa vào sân. Nelson Vegas là người đã nhường chỗ. Marcelino dường như sẽ thực hiện một quả sút thẳng, bóng không qua được hàng rào. Marcelino. Đường chuyền vào vừa rồi là của Sardin. Rizky Ramahani. Ronaldo. Những động tác xử lý tương đối thanh thoát, mạch lạc. Và kiểm soát bóng bằng ngực không đủ độ êm ái của Vitan. Đây là pha bóng mà trọng tài cho rằng đó là lỗi của Ronaldo. UEFA Timor Leste đã chơi 3 lượt trận liên tiếp tại SEA Games lần này. Và sau lượt trận này thì họ sẽ được nghỉ. Ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng, họ sẽ quay trở lại và có trận đấu mang nhiều ý nghĩa thủ tục với chính họ khi đối mặt với U23 Việt Nam. Khá nguy hiểm. Cú dứt điểm của Mourinho, số 10 của U23 Timor Leste cho đến lúc này vẫn đang là người dứt điểm nhiều nhất bên phía đội bóng áo trắng, và anh cũng tạo ra được nhiều rắc rối nhất cho khung thành của thủ môn Sutariadi. Một bàn thắng, một quả 11m và vừa rồi là một quả đá phạt trực tiếp khiến cho trái bóng liếm mép trên xà ngang. Tất nhiên trước đó bóng đã khé chạm hàng rào. Mourinho. Marcelino. Bóng tranh chấp rất quyết liệt ngay từ giữa sân, và sau pha tranh chấp này thì cầu thủ của hai bên, kể cả huấn luyện của cả hai bên, cũng đã lao vào nhau. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Timor Leste vẫn được duy trì ở mức độ rất cao, và họ vẫn đang đảm bảo sự quyết liệt của mình mỗi khi cần có sự tranh chấp. Và trong pha bóng vừa rồi thì đội trưởng Da Costa của Timor Leste đã dành cho cầu thủ trẻ bên phía U23 Indonesia, người trẻ nhất trên sân lúc này, Ronaldo,
những tình huống tranh chấp có thể nói là cực kỳ quyết liệt. Và sau pha xử lý vừa rồi thì trọng tài điều khiển trận đấu, ông Askanani người Kuwait, đã rút ra hai tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ của hai đội. Thẻ vàng dành cho đội trưởng Filomeno Da Costa bên phía Timor-Leste, và có lẽ là có cả thẻ vàng dành cho Ronaldo bên phía UEFA Indonesia. 4 phút đã bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại thì cầu thủ Timor-Leste chắc chắn không thể thay đổi được điều gì. Với trình độ của họ thì quả thật cũng rất khó để có thể lấy được điểm của Indonesia. Nhưng phải nói rằng đây là trận đấu mà cầu thủ Timor-Leste đã chơi bằng một tinh thần rất tuyệt vời. Và phần còn lại của trận đấu cũng vẫn sẽ là quãng thời gian để họ thể hiện ý chí thi đấu của mình. Cú chạm bóng vừa rồi là của Jauhari. Suarez chính là người đã từng có bàn thắng vào lưới của đội Myanmar. Không có lối về vị. Pha băng lên ở góc trái của Auxilio Gutierrez. Tạt bóng vào. Filomeno Da Costa. Đừng đổi hướng của Suarez. Pha chuyền bóng không thành công của Jamelo. Phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Nếu như không còn có thêm bàn thắng thì sau hai lượt trận đội tuyển Indonesia sẽ có được 3 điểm, 4 bàn thắng và 4 bàn thua. Cú sút từ xa. Pha dứt điểm của Marcelinho. Và trong thế giới rồi thì Juninho Pereira đã xử lý không quá tốt. Vẫn còn một cơ hội để nới ra khoảng cách cho các cầu thủ UEFA Indonesia. Có lẽ là quả phạt góc cuối cùng của trận đấu. Trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Indonesia và U23 Timor-Leste đã khép lại với phần thắng 4-1 nghiêng về phía cầu thủ Indonesia. Một trận đấu mà cầu thủ Indonesia đã khởi đầu tương đối nhọc nhằn, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã có được một thế trận cùng với những bàn thắng để giành trọn 3 điểm. 4 bàn thắng của cầu thủ Indonesia trong trận đấu này được ghi do công của Eki Maulana.
Arianto và hai bàn của Vitan Suleiman. Bàn gỡ duy nhất của U23 Timor Leste thuộc về số 10 Mourinho de Lima. Trận thua thứ 3 liên tiếp của cầu thủ Timor Leste tại SEA Games này, đây không phải là một kết quả quá bất ngờ. Với cầu thủ Indonesia của huấn luyện viên Shin Tae-yong thì họ đã có được những điểm số đầu tiên và mục tiêu của họ ở phía trước là vẫn còn nhưng đầy khó khăn, đầy thách thức, đó là những trận đấu gặp Philippines và Myanmar. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Indonesia và U23 Timor Leste trong khuôn khổ môn bóng đá nam tại SEA Games 31 xin được dừng lại ở đây. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại.